Thứ tư là cái hạng mục Vũ sẽ nói đến, tức là ánh sáng. Ánh sáng cũng khá là quan trọng cho một cái phim. Đến hạng mục thứ năm là các bạn sẽ quan tâm đến hạng mục là về hình ảnh. Đối với hình ảnh thì chúng ta sẽ có hai dạng để cho chúng ta chọn. Thứ nhất là TV thì dành cho những phòng nhỏ. Thứ hai là chúng ta có thể chọn là qua màn chiếu và máy chiếu. Thì thông thường là nó sẽ có màn chiếu và máy chiếu. Đa phần là phòng phim sẽ chọn màn chiếu và máy chiếu. Tại vì lý do tại sao là thường là sẽ chọn màn chiếu và máy chiếu hơn. Tại sao không xem phim bằng cái TV? Thì các bạn có thể xem video ở bên này. Cái video trước mình đã chia sẻ cho mọi người rất là sâu về cái vụ mà máy chiếu và sự khác biệt giữa máy chiếu và TV rồi. Nên cái video này Vũ sẽ không lặp lại, các bạn bấm vào cái video này các bạn xem nha. Hoặc xem ở dưới đường link mô tả bên dưới về cái máy chiếu. Còn việc về màn chiếu thì chúng ta sẽ có những cái dạng màn chiếu, ví dụ như là màn chiếu xuyên âm, rồi màn chiếu âm tường, hay là màn chiếu treo trần, rất là nhiều cái loại màn cho các bạn chọn. Nhưng mà thông thường ở Việt Nam chúng ta vẫn là sử dụng màn chiếu treo tường thôi, và vẫn là màn chiếu ít có xuyên âm. Nhưng mà ở nước ngoài thì họ đã phát triển màn chiếu xuyên âm rất là nhiều rồi. Và đối với những cái phòng xem phim ở nước ngoài, đa phần á là những cái màn chiếu này họ sẽ che luôn cả loa. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì thường á là cái một phòng xem phim nó lại thường là để cái loa và chúng ta thấy loa nhiều hơn. Nhưng mà ở nước ngoài họ thường là họ sẽ giấu loa nhiều hơn. Thì cái việc giấu loa thì chúng ta mới cần màn chiếu xuyên âm thôi. Còn nếu mà chúng ta để loa phía ngoài thì chúng ta không cần phải sử dụng màn chiếu xuyên âm. Và tùy theo cái thiết kế như Vũ chia sẻ là về cái nội thất của mình nữa, thì chúng ta chọn màn chiếu nào thì nó phải tương thích với lại cái nội thất của mình nữa. Thì đối với những trường hợp mà khách muốn sử dụng hai màn, ví dụ là vừa TV và vừa một màn chiếu xem phim đó, thì sao, thì chúng ta sẽ sử dụng những màn chiếu treo trần, hay là những màn chiếu điện từ dưới bàn đưa lên hoặc là từ trần đưa xuống. Khi mà chúng ta xem phim thì nó sẽ đưa ra, còn khi chúng không xem phim thì nó sẽ là màn TV đó. Tức là nó rất là linh hoạt. Thì cái này để mà xác định được cái việc này, chúng ta đầu tiên là phải xác định thiết kế, thứ hai là chúng ta phải xác định được cái nhu cầu là karaoke, rồi chúng ta có cần thiết là phải có xài TV hay không, hay là karaoke chúng ta sử dụng trên màn chiếu luôn, hay là xem phim thôi. Thì đó, cái này thì tùy nhu cầu thì chúng ta sẽ định được cái phân khúc mà mình muốn, cũng như là định được cái nhu cầu sản phẩm mà mình đang cần, thì lúc đó bên tư vấn sẽ tư vấn bạn chính xác hơn. Đấy, ok. Còn để mà xem cái phân tích mà tại sao màn chiếu và TV khi mà xem phim nó có sự khác biệt nhau quá, thì các bạn xem video như mà Vũ đã chia sẻ. Hạng mục thứ 6 mình sẽ nói đến chính là hạng mục về âm thanh. Và đây cũng là hạng mục chính mà chúng ta sẽ quan tâm. Thì cái này thì sẽ tùy nhu cầu. Thì đối với khách hàng nếu mà có kiến thức hoặc là có một chút kiến thức, thì chúng ta sẽ hiểu được là âm thanh sẽ có như là 5.1 hay là 7.1 hay bao nhiêu chấm gì chúng ta tùy. Thì nó sẽ bao số chấm đó là tương đương với việc là số lượng loa. Thì nó sẽ cũng tùy vào cái diện tích của căn phòng, tùy vào cái thiết kế của căn phòng mà chúng ta có thể set up được hay không 5 chấm hoặc 7 chấm. Thôi các bạn ha, 5 chấm thường là sẽ được, nhưng mà còn việc 7 chấm thì sẽ cũng phải tương thích vào, cũng như là cái kích thước phòng nó phải phù hợp, thiết kế phòng nó phải phù hợp. Hoặc là chúng ta 9 chấm gì đó thì chúng ta sẽ linh hoạt hơn thôi. Rồi còn .2, .3, .4 thì nó .4 thì mình có nói rồi, cái việc mà bây giờ hiện tại cái chuẩn xem phim bây giờ á là đa góc phủ, nhất là sàn, thứ hai là tầng lớp chung, thứ ba là tầng lớp cao là những dòng loa Atmos, tầng lớp chung là những loa surround, loa phân, loa center, những cái tầng lớp thấp là những như là loa subwoofer và một số thiết bị khác qua xúc giác. Thì cái đó mình sẽ chia sẻ ở cái phần sau. Còn cái việc mà 7.1 á, thì chúng ta nên lưu ý giúp Vũ cái chỗ này. Thì nhất là về thiết kế phòng thì chúng ta nên chọn phòng chữ nhật theo hướng chiều dọc ha các bạn ha. Tại vì nếu mà đối với những phòng mà bị ngắn á, thì cái việc mà ảnh hưởng việc mà bố trí loa á, tại vì riêng với 7.1 thì nó sẽ là một kiểu loa chúng ta là có một cái surround bass. Và cái surround bass này nó phải nằm ở sau lưng chúng ta, chứ nó không thể nào nằm ở ngang bên tai của chúng ta. Các bạn lưu ý giúp Vũ cái điều này nha. Để mà gắn chuẩn cho các bạn thì mình Vũ muốn bán hàng một cách là bán tư vấn và bán phải chuẩn và lắp phải chuẩn cho các bạn, để cho các bạn trải nghiệm đúng cái chất lượng, đúng cái nhu cầu các bạn bỏ tiền ra mua. Chứ Vũ không muốn bán hàng một cái cách là bán cho các bạn nhưng mà cái trải nghiệm các bạn là cái trải nghiệm không phải là 7 chấm. Thì Vũ không thích bán như vậy. Đó, Vũ chia sẻ như vậy. Thì đa phần hiện nay bây giờ ở Việt Nam mình cứ 5.1 và 7.1 phải tính tới thôi.
Rồi còn về âm thanh thì nó sẽ rất là nhiều tầng lớp các bạn. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có những dạng loa. Thứ nhất là loa cột đó. Thứ hai là in-ear và on-ear, đồng nghĩa việc là loa âm tường hoặc là loa treo tường. Và loa Atmos là loa sounding top, là loa âm trần. Nhớ các bạn ha, thì đó là về những hạng mục âm thanh như vậy. Mà để một phòng mà gọi là home cinema chuẩn đàng hoàng thì đa phần là giấu loa, chứ không có giấu quay giấu các bạn, mà tức là loa sẽ được âm và bằng với mặt vách. Những khách hàng không thích show loa ra thì vô chỉ thấy đúng một cái màn chiếu và một cái máy chiếu thôi là hết. Và chủ yếu là nội thất xung quanh để họ trưng bày những cái gì đó hay là cơ bản thì sẽ giấu hết toàn bộ, luôn cả sub loa phía trước đều giấu hết. Để cho khi mà bước vào một phòng phim, việc mà giấu loa như vậy, khi mà chúng ta bước vào một cái phòng phim như Vũ chia sẻ thì nó sẽ mang tính chất là chỉ có màn chiếu thôi, thì cái sự tập trung cũng như là ánh mắt cũng như ánh sáng nó không có bị tạp, thì chúng ta tập trung bộ phim và trải nghiệm bộ phim nó chất lượng và nó hiệu quả hơn so với việc là để solo. Thì solo thì đa phần Việt Nam mình vẫn xài nhiều các bạn, hiện nay cũng tùy gu, tại vì nó cũng mang tính chất loa, bây giờ cũng mang tính chất là trang trí mà các bạn ha. Đó thì về phần âm thanh. Còn mức chơi âm thanh, về cái giá trị âm thanh đó, thì đối với những ở Việt Nam mình đó, thì đối với các bạn bây giờ thì một phòng giải trí xem phim đó, nó không chỉ là xem phim không nữa, mà luôn cả bên Vũ bây giờ là có cả là một phòng giải trí xem phim, chuyên xem phim, có thể hát được karaoke, có trở thành là một phòng nghe nhạc cũng tương đối chuẩn, rồi xem phim chuẩn luôn và karaoke được luôn. Nôm na là phòng có thể là đa chức năng hơn các bạn, chứ không chỉ là chỉ xem phim không, chứ không phải là lắp bộ phim là xong, mà chúng ta còn phòng giải trí karaoke nữa. Đó là lý do mà Vũ đang làm những cái video này cho các bạn có thể hình dung về âm thanh của phòng xem phim, chúng ta có thể tận dụng rất là nhiều đó. Rồi ok, như vậy về giá tiền thì sao? Thì đối với khách hàng á, là về giá tiền thì khoảng rơi đâu đó khoảng tầm 70-80 cho đến 150 triệu là chúng ta có thể set up được một phòng xem phim rồi. Và với kích thước nhỏ, chuẩn, size loa vừa, bao gồm cả hình ảnh và máy chiếu luôn, nói chung là vẫn có các bạn, vẫn set up được. Cái này là chung là mình sẽ tìm hiểu thiết bị mà mình sẽ tư bên Thiên Vũ sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn, tùy theo yêu cầu. Chúng ta chỉ cần đưa ra cái nhu cầu và kích thước phòng thôi, còn lại bên Thiên Vũ sẽ tư vấn cho các bạn hài hòa. Quan trọng bên Vũ cần nhất là cái sự show cái nhu cầu của các bạn và như là ngân sách của khách hàng thì mình sẽ tư vấn cho phù hợp. Rồi tầng lớp cao hơn nó sẽ là 400-500, nó sẽ chọn là những cái thương hiệu loa lớn, và đặc biệt các bạn là lo in-ear và những on-ear, đôi khi nó lại còn mắc hơn so với những lo cột nha các bạn, chứ nó không phải là rẻ hơn nha các bạn ha, các bạn lưu ý điều này. Rồi những cái tầng lớp mà phòng chiếu phim mà rơi vào 1 tỷ trở lên các bạn thì nó thuộc dạng là home theater rồi, nó bao gồm cả nội thất trong đó, bao gồm ghế, bao gồm thiết bị âm thanh, thì nó với những thương hiệu như là MK Sound hay là những thương hiệu rất là lớn là Caray để chúng ta đưa vào, hay là những cái chuẩn THX thì nó rất là đắt. Nhưng mà thật ra home cinema gia đình Việt Nam chúng ta vẫn tiếp cận nó thì thật ra rất là ít các bạn. Vẫn có nha bạn, thật ra Vũ biết là vẫn có rất là nhiều khách hàng lắp thôi, nhưng mà rất là ít dùng. Nên Vũ muốn, đối với Vũ thì Vũ sẽ muốn làm những cái phòng phim nó sẽ rơi ở đâu đó từ 600-800 quay đầu lại thôi, cho những khách hàng Việt Nam mình dùng đơn giản, dễ dùng, đa chức năng, đơn giản hóa cái trải nghiệm để các bạn có thể có thời gian sử dụng nó nhiều hơn, hoạt động nó nhiều hơn. Còn giá thì nhiều lắm các bạn, rất là nhiều giá. Ok, thì Vũ có chia sẻ ngắn gọn bạn về cái phần âm thanh. Còn cái phần mà chi tiết về hạng mục âm thanh, các bạn xem những video ở dưới mô tả, Vũ có làm những cái video chia sẻ về âm thanh ở dưới rồi. Một hạng mục khác, đó là hạng mục nhu cầu khác các bạn ha. Thì nó nằm ở ngoài nhưng mà nó cũng liên quan đến phòng. Ví dụ nhu cầu chúng ta muốn là chiếc ghế mình có một cái đồ sưởi lạnh ly nước, thì những phòng home theater nó cũng đã có các bạn. Phòng chuyên nghiệp lớn nó cũng có, giống như các bạn đi coi rạp có một cái khay đó. Nhưng mà thật ra cái trong rạp á thì nó sẽ không có làm lạnh đâu, mà ở gia đình thì nó phải chi một khoản tiền rất là lớn để chúng ta có thể làm lạnh ly nước nè, rồi bắp rang nè, rồi ghế thì có thể chọn những cái dạng ghế chỉnh điện nè, hoặc là ghế chỉnh cơ có thể ngã ngửa ra hoặc là dựng đứng lên. Rồi bên Vũ còn có cả luôn cả là một cái giải pháp mới cho khách hàng ở trải nghiệm Việt Nam đó. Khi mà chúng ta xem những bộ phim, những cái sub nó đánh á, thì bình thường nó công suất nó không đủ, thì mình sẽ giúp cho khách hàng trải nghiệm những cái sub đó. Ví dụ ngồi cái ghế này, những cái bộ phim nó rần rần thì cái ghế này cũng sẽ được rung theo bộ phim đó các bạn. Ánh sáng cũng theo phim, mà ghế nó cũng rung theo bộ phim. Thì các bạn nghĩ cái trải nghiệm nó rất là đã không các bạn? Và cái rung này Vũ áp dụng cho tất cả các mọi loại ghế mà khách hàng đang có nha, chứ không nhất thiết là phải là ghế chuyên dụng luôn nha. Vũ làm được cho khách hàng.
rung, và đó gọi là những cái tần số thấp mà thường thường ở trong âm thanh á, là những cái tần số mà dưới 50 Hz á, là những cái tần số mà con người nghe không được, tức là tai con người nghe không được á, thì nó sẽ được chuyển qua thành một cái là xúc giác, tức là nó sẽ rung chấn giống như động đất các bạn. Động đất là những tần số cực kỳ thấp luôn các bạn, nhưng mà rung chấn đó là cảm nhận, nó gọi là cảm nhận tần số thấp qua cái xúc giác đó các bạn ha. Thì giữa kết hợp giữa ánh sáng và kết hợp luôn cả xúc giác, thì khi mà chúng ta xem bộ phim ngồi trên ghế mà xe chạy rần rần, hay là nó chạy trên cái bờ mà nó rung thì cái ghế này cũng rung theo, thì trải nghiệm của bạn rất là phê. Mà mình nghĩ Việt Nam đây mà Vũ cũng thấy, cũng chưa thấy ai làm, nên mà Vũ cũng đã làm cho khách hàng luôn. Mình làm option cho khách hàng, cho cái phim này khách hàng nhìn nhận nó mới mẻ hơn và nó dễ tiếp cận hơn đó. Rồi nào là xem phim 3D và xem phim 4D thì coi kín hay là không coi kín thì đó là phần phụ thôi. Nhưng mà đối với Vũ á, nghĩ á, theo cái quan điểm mình là người bán thì mình cũng bán cho khách hàng, nhưng mà thật ra 3D 4D mọi người không cần phải đầu tư đâu, tại vì ít khi mọi người coi lắm, với là phim bây giờ nó cũng hạn chế lắm, nó coi cũng tương đối chán. Mà đặc biệt á là bây giờ là trải nghiệm phim bây giờ là nó không như ngày xưa nữa, mà bây giờ cái phim không phải đi chép ổ cứng nữa, bây giờ là coi online, là hỗ trợ 5 chấm, thậm chí YouTube cũng đã hỗ trợ nữa, thì các bạn rất là nhiều sụt phim để chúng ta trải nghiệm, nên việc mà 3D 4D mình nghĩ là mua cũng rất là phí tiền. Nhưng mà nếu bạn có nhu cầu lâu lâu cho con cái hay là bạn bè hay hàng xóm hay là bà con đến chơi mà muốn trải nghiệm sự mới mẻ thì chúng ta cứ đầu tư thôi, chúng ta có điều kiện và chúng ta có nhu cầu chúng ta cứ đầu tư. Ok, như vậy là Vũ đã chia sẻ các bạn khá tương đối về tổng thể là 7 hạng mục. Thì mong cái video này là một video hữu ích và chất lượng dành cho những khách hàng đang có nhu cầu hoặc là đang quan tâm hoặc là đang tìm hiểu về lĩnh vực này mà muốn lắp cho gia đình của mình. Đừng quên bấm like và share cho Vũ để Vũ có nhiều động lực, Vũ làm nhiều cái video hay mang tính chất tạo ra giá trị cho các bạn cũng như những khách hàng đang xem kênh cũng như là khách hàng của Vũ đã mua rồi. Nhiều thông tin bổ ích hơn. Nếu thấy hay đừng quên like và share cho Vũ nha. Nếu Vũ có sai hay là Vũ có muốn Vũ góp ý Vũ làm những cái nội dung, những cái chủ đề video nào mà những cái thắc mắc mà bạn đang đặt câu hỏi thì các bạn hãy để lại comment bên dưới, Vũ sẵn sàng làm video theo yêu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.